Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh Đi Đến Đây. Ngày hôm nay là ngày 14 âm lịch ha, là 14 tháng Chạp năm Quý Mão. Thì hôm nay thì buổi chiều có dịp đi xuống Long Xuyên, đến trung tâm Long Xuyên, nên em sẽ quay video về cũng giờ cũng khoảng còn mười mấy 15 ngày nữa tới Tết rồi. Quay coi tình hình Long Xuyên hiện tại như thế nào. Giờ thì chúng ta chuẩn bị đi qua tới con đường Bùi Nhân Danh. Đây thì cầu Nguyễn Thái Học của chú chị. Đường Bùi Nhân Danh này thì nói từ cầu Nguyễn Thái Học, dưới cầu Nguyễn Thái Học đi thẳng ra tới cầu Hoàng Diệu. Con gạch, con sông Long Xuyên. Xe cộ trên đường thì đông, dưới nơi đường này cũng khá là nhỏ. Để tới đây thì mới thấy bán bông, bán cây kiển. Chắc tình hình kinh tế khó khăn nên nhà vườn người ta cũng không dám bán nhiều. Bán mai là nhiều nhất, tại vì cây mai thì nếu mà bán không được thì có thể đem về trồng tiếp. Còn đây là cúc mâm xôi. Phải thì mấy người bán chậu, với chậu cũng có bán bông. Thì còn mười mấy ngày nữa mà cũng thấy khá ít tiểu thương bán qua. Phía đằng trước màn hình của chú anh chị là chợ Hoa Sơn năm Giáp Thìn năm 2024, đó là mình bên Mỹ Long. Đây phải. Đây là con đường Trạng Đạo. Đây là như là ngã tư. Ngã tư giao nhau. Ở đây là phía sau nhà thờ Chính Tà. Trạng Đạo này thì cũng khá là dài, đi từ phường Bình Khánh chạy tới cổng chào Long Xuyên. Cổng chào Long Xuyên là một phường Mỹ Thạnh. Bốn ngọn của chú anh chị. Giờ người ta để bảng mừng xuân Giáp Thìn 2024. Chúng ta sẽ ra phải. Phải thì đường này là đường Hà Hoàng Hảo, thuộc phường Mỹ Xuyên. Đường này cũng đi chi tôn được của chú anh chị. Thì em có một cái clip từ Long Xuyên đi chi tôn mà đi con đường Thợ Sơn á, coi chú anh chị có gì vô xem. Ngày xưa thì đường này vắng vẻ,
vì ở đây có nghĩa địa, nhưng mà cũng khá là lâu rồi, dân số thì Long Xuyên ngày càng tăng nên nghĩa địa phải dời đi chỗ khác. Hiện tại thì là khu buôn bán là chợ Mỹ Xuyên và nhà dân người ta ngay mặt tiền à. Chúng ta sẽ đi đi tiếp trên đường Hà Hoàng Hảo. Đường phố hai bên đường thì cũng là kiểu ở châu Á thì kinh doanh. Đường phố là đông đúc xe cộ. Đường Ung Văn Khiêm, đường này đi vào Đại học An Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Bên phải chú thì công viên, ở đây công viên của phường Đông Xuyên. Hồi xưa con đường này không được nâng cao như vậy, tại giờ được nâng cao, nhưng hồi xưa là đây là ngập nước, mưa ngập, mưa nhiều quá ngập. Đi thẳng hoài qua đèn đỏ luôn thì thẳng nữa thì chúng sẽ xuống xuống Mỹ Phước chợ Chôm, chợ chợ Chôm được á. Đây kinh doanh vỉa hè, món ăn giặt của chú anh chị ơi, quán nhậu Bình Dân, quán ốc. Ở đây thì khá là nhộn nhịp, vui. Nên tôi phải chú anh chị thì đại học An Giang. Dài. Đường này thì cũng là như mấy đường khác thì cũng là mua đồ, mua sắm, ăn uống này cũng có đủ, cà phê.
vào quán nhậu. Xây dựng thì đường này khá là nhộn nhịp. Ngày xưa thì ở đây là hẻm, không biết là hẻm mấy của chú anh chị. Ở đây cũng có bán đồ tết, cây tết. Chúng ta sẽ hướng ra con đường Trần Hưng Đạo. Đi thẳng luôn thì chúng ta sẽ xuống Phạn Hòa. Chúng ta sẽ rẽ phải thì chúng ta đi xuống hướng này, hướng xuống Cần Thơ. Sau khi em đi chợ xong thì em quay này, thì bây giờ hiện tại bây giờ là phố Long Chi nó lên đèn. Đây là quang cảnh trên đường Trần Hưng Đạo. Hướng này đang tới giờ chúng ta tới ngã tư Đèo Bún Ngọn. Giờ 45 tối của chính chị. Qua đường thì chúng ta phải chậm, nhường nhịn lẫn nhau. Để bán là đồ gỗ. Thì ngày xưa Tết thì ở trung tâm thì ta cũng đi chơi ở đây rất là đông. Hiện tại như là thời điểm bây giờ thì thời gian thì cũng Tết thì ta cũng buổi tối thì ta cũng tập trung gì đây để chơi. Chúng ta ghé vô cái đi vào cái khu ăn uống đường Lê Minh Ngân.
thì ngày nào cũng vậy, thì phố này lúc nào cũng là nhộn nhịp. Ăn vặt ăn no thì cũng có đủ. Giờ chúng ta sẽ quay đầu xe lại. Bán hàng rong khá nhiều. Đây có bánh tầm xe. Ở đây thì bán xôi. Chiều dài 106m, chiều rộng 12,5m. Cầu này thì được sửa chữa và mở rộng. Mở rộng ra thêm bởi vì nhìn thấy rộng hơn lúc trước. Để bán đồ Tết, nhưng bán cho nó xong Tết chứ. Đặc biệt là mai là nhiều. Khúc đằng kia còn đây là bán đồ cũ, hoặc là bán mấy cái món là linh tinh nhé. Còn đây thì bán giấy nịch. Chúng ta phải đi qua luôn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Đi Đến Đây à.
Thì hôm nay là ngày ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa thì chúng ta sẽ đón giao thừa. Chúng ta giờ hiện tại chúng ta đang trên con đường Phạm Hồng Thái thuộc địa phận phường Mỹ Long. Đây là cặp con đường này cặp hai bên cầu Hoàng Diệu Di Di Tăng, thì hàng năm năm nào thì bên đây ta cũng là chợ qua Tết. Đa số thì bên phía bên Mỹ Long bên đây người ta bán mai là nhiều. Giờ chúng ta sẽ ra phải. Ra phải này là con đường Phan Thành Long. Thì dãy nhà này thì chắc cũng là khá là lâu đời, cái từ thời Pháp tới giờ. Đây hết con đường này thì đây là qua như là con đường phố đi bộ. Đây là phố đi bộ phố Long Xuyên. Rồi đi qua hết con đường này tới bên đây là con đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng thì trải dài từ đây tới đường Nguyễn Trãi. Ở giữa trung tâm chỗ này, quảng trường lớn này còn gọi là quảng trường Trưng Nữ Vương. Bên tay phải của chú anh chị là có đặt vào tượng đài Tôn Đức Thắng, hướng nhìn về chủ tịch Tôn Thắng, bức tượng hướng về phía trước này, như là hướng thẳng về tầm nhìn của chủ tịch Thắng là quê hương Bắc Tôn. Còn bên phải của chú anh chị là ngân hàng Exim Bank. Thì ngày xưa đây là gặp hát Minh Hiển. Phía trước gặp hát Minh Hiển. Là công viên. Là Đại Tự Cường. Đây là ngày xưa là Đại Tự Cường. Hiện tại được xây dựng lại như là một cái phố đi bộ cho người dân buổi tối để vui chơi. Hôm qua thì người tiểu thương chưa có lên dọn dẹp bên phía phải của chú là bán dưa hấu. Hôm nay thì người ta chuẩn bị sửa sang lại để chuẩn bị dọn hàng, dọn dưa hấu lên bán. Chúng ta sẽ rẽ phải đi con đường Phan Đình Phùng. Ở đây thì có tiệm cơm nổi tiếng Tâm Tâm. Đây là chợ Mỹ Long, ở chợ lâu đời của luôn ở Long Xuyên. Đây là phải. Bên phải là con đường Lê Thị Nhiên. Khu dưới đây thì là khu lâu đời, gọi là lâu đời. Nếu mọi người rẽ trái thì chúng ta sẽ đi xuống Hà Mộ Môi. Chúng ta đi qua bên
rãi. Chú mình của chú anh chị là có một ngôi nhà này cũng khá lâu rồi, kiểu dáng xây dựng lâu rồi, gạch này. Ngày xưa phía tay phải của chú anh chị là dinh cổ phó tổng thống Thê. Hiện tại thì nó được người dân ở buôn bán. Rồi chúng ta đã đi ra con đường Nguyễn Trãi, ta quẹo trái là hướng này hướng xuống chợ Long Xuyên. Đi thẳng là sẽ đưa cồn phố 3. Chúng ta đây là ở khu này, đây là giữa trái cây của chúng chị. Chúng ta sẽ phải rất là nhiều người bán trái cây. Đây trái cây là sỉ là nhiều của chú anh chị, được vào mấy túi 5-10 kg hay là rất là cao hơn. Ai mà muốn mua về bán lại thì xuống đây mua. Bây giờ chúng ta đã đi hết con đường Kim Đồng rồi, và đến con đường Lý Thái Tổ. Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày xưa, Việt Nam đánh thắng Pháp năm 1954. Và chúng ta sẽ rẽ phải con đường này, con đường Đặng Dung. Đây là ngã tư giao nhau với con đường Chu Văn An. Con đường này mới thành lập sau này. Chúng ta đi thẳng vào chợ nhỏ. Đây con đường nhỏ vào chợ cá.
buổi chiều người ta tan làm thì chợ hay kẹt xe. Đi sẵn ra bên phà ông Hòa, ô lộn phà ông Mòi của chú chị. Thì biết ở bên đây bán, khu này thì bán chợ cá, chợ thịt. Chạy vào khu này thì mùi tanh của bên phải là chuẩn bị xuống phà của môi. Thôi, video đến đây em xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem hết video này. Chúc quý cô chú anh chị các bạn xem video thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào.